Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Vâng, rất vui mừng hôm nay âm thanh Đức Hạnh được đón tiếp một vị khách lại tiếp tục đến từ Hà Nội. Vâng, xin chào chú Trục và chú đến từ Hà Đông, Hà Nội. Và hôm nay thì bác có đến tận cửa hàng và tìm cho mình một cặp loa thích hợp nhất với căn phòng và với gu âm nhạc của bác. Và bác đã chọn cho mình một cặp loa Killer CS88A, một cặp loa thì còn đẹp xuất sắc. Một cặp loa thì còn đẹp tuyệt vời nguyên bản. Tất cả từ e căng cùng quách là còn rất đẹp. Và với dòng loa 88A này thì chắc hẳn cũng không cần phải giới thiệu đến quý vị nữa, thì nó quá nổi tiếng với chất âm mộc mạc và bình dị. Khi phối ghép với những dòng âm ly, âm ly cổ thì nó cho một cái chất âm tuyệt vời nhất, nó đều ba giải và chất âm mộc mạc đi vào lòng người. Đó là những cái thú chơi tao nhã của những người Hà Nội ưa thích những cái gì mộc mạc, giản dị nhất và tinh túy. Thì chất âm thanh được thể hiện đẳng cấp trên những cặp loa 88A hoặc 99A. Thì điều này quý vị và các bạn đã từng biết. Thì là xin thay mặt cửa hàng thì cũng xin cảm ơn chú đã đến cửa hàng và tìm cho mình một cặp loa rất là ưng ý, đúng không chú ạ? Và còn rất đẹp, đúng không? Và thì điện tử Quang Ngọc và bên âm thanh Nhất Hạnh thì chuyên cung cấp cho các bác và các chú có một cái niềm đam mê riêng về karaoke và nghe nhạc. Bên cửa hàng thì luôn luôn tìm những cái sản phẩm nó còn đẹp nhất và xuất sắc, và chất âm nó mộc mạc và bình dị nhất, và những cái chất âm cao quý với dòng loa cao cấp thì luôn được cập nhật về cửa hàng. Và với sự uy tín của cửa hàng thì chắc hẳn và cũng sẽ làm hài lòng tất cả các quý khách mà khó tính nhất về hình thức bên ngoài và chất lượng những cặp loa đình đám. Và vừa rồi thì điện tử Quang Ngọc và âm thanh Đức Hạnh có về cũng rất nhiều cặp loa danh giá thế giới, và các bác cũng là đến là thẩm âm và cũng lựa chọn ngay cho mình những cặp loa và nó rất giá trị. Và hy vọng thì những cặp loa 88A và còn đẹp xuất sắc như này thì về sẽ làm tô điểm thêm căn phòng audio của bác Trục, và chúc bác hài lòng với những cổ sản phẩm mà bên âm thanh Đức Hạnh cung cấp cho bác. Xin cảm ơn bác đã vượt quãng đường gần 100 km đến với cửa hàng. Xin chúc bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc, và luôn có những phút giây thư giãn và nghỉ ngơi bên những cái sản phẩm mà nó xả stress của những công việc hàng ngày. Vâng, xin cảm ơn bác nhé. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Vâng, quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu những chiếc âm ly, những chiếc đầu CD và những cặp loa còn đẹp xuất sắc thì hãy liên hệ với cửa hàng theo số máy 0948 403 966. Ở địa chỉ Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, giao hàng toàn quốc, còn rất nhiều, và cửa hàng liên tục cập nhật những sản phẩm mới về. Và quý vị và các bạn nhớ nhấn nút đăng ký và đồng hành cùng âm thanh Đức Hạnh để được cập nhật và theo dõi tất cả các sản phẩm mới về có tại cửa hàng. Và xin chào và hẹn gặp lại các quý vị trong các clip giới thiệu sản phẩm mới về.